Điện thoại hay.vn, một sản phẩm vạn an tâm. Điện thoại hay cam kết bán điện thoại giá rẻ nhất thị trường. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sheldon Action. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ và may mắn. One Piece chương 990 đã cho chúng ta rất nhiều chi tiết hấp dẫn. Toàn bộ các thành viên băng mũ rơm đã tụ tập thành công ở dưới sân khấu Onigashima, sẵn sàng cho trận chiến tổng lực. Nội bộ băng bách thú cũng đang bị xáo trộn rất nhiều. Nhóm Tobi Robo phát hiện ra kẻ nội gián và chuẩn bị thanh trừng. Trong chap 991 đã có rất nhiều chi tiết chúng ta đặc biệt cần phải chú ý, và trong video lần này chúng ta sẽ phân tích kỹ những chi tiết đó. Những chi tiết cần chú ý bao gồm: thứ nhất, các thành viên băng mũ rơm cảnh giác với X-Drake. Thứ hai, sức mạnh đặc biệt của Luffy được khẳng định. Thứ ba, các trận chiến của các cá nhân được hé lộ dần. Thứ tư, súng máy đặc biệt của Queen. Thứ năm, Luffy thể hiện haki quan sát cao cấp. Thứ sáu, số lượng thành viên nhóm Number và sức mạnh của chúng. Thứ bảy, sức mạnh của Sulong Inurashi và Neko Mamushi. Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu nói về từng chi tiết một. Đầu tiên, X-Drake. Đây là một thành viên nhóm Tobi Robo thuộc băng bách thú. Khi còn phục vụ dưới trướng Kaido, X-Drake đã tấn công Sanji và các thành viên băng mũ rơm tại Wado. Cũng như khi ở pháp trường sư tử ông Yasui, X-Drake và Hawkins là hai nhân vật gây khó khăn cho băng mũ rơm rất nhiều. Vì vậy, bây giờ một tên thuộc hạ của phe đối thủ đột nhiên lại đào tẩu sang phe Luffy, thì tất nhiên các thành viên có não to trong băng mũ rơm khi chứng kiến điều đó sẽ không thể tin tưởng được. Zoro, Franky và đặc biệt ngay cả người lái thuyền Jinbe cũng cực kỳ phản đối với lời đề nghị gia nhập của X-Drake, bởi vì cả ba người đều tin rằng nếu một người phản bội chủ đi theo kẻ địch để giữ mạng sống thì khi thời cơ đến, hắn ta cũng sẽ bán đứng Luffy. Điều buồn cười là chúng ta đã biết Luffy đã quá tin tưởng mọi người, và với tiêu chí kẻ thù của kẻ thù là bạn, nếu người muốn đấm Kaido thì ok gia nhập đi. Điều này khiến cả ba người Franky, Zoro và Jinbe đều khó chịu. Thậm chí Franky còn gọi thuyền trưởng Luffy của mình là đồ ngốc. Khá thú vị khi thấy Jinbe, hiện là thành viên của băng mũ rơm, cũng bị cuốn theo sự năng động của pha diễn tấu hài vì sự ngu ngốc của thuyền trưởng. Mặc dù vậy, cuối cùng nhờ vào nhân tố Apo, X-Drake và Zoro đã đồng ý hợp tác cùng nhau để sửa đẹp tên Apo. Như vậy, có vẻ như X-Drake đã chính thức đứng về phía băng mũ rơm trong trận chiến này. Thứ hai, sức mạnh đặc biệt của Luffy được khẳng định. Trước kia, trong trận chiến ở Marineford, Mihawk đã nói về Luffy như sau: không dùng tới năng lực hay bất cứ chiêu trò nào, nhưng vẫn có thể thu hút những kẻ xung quanh trở thành đồng đội. Đây mới chính là năng lực nguy hiểm nhất trên biển cả bao la này. Sức mạnh của Luffy để lôi kéo mọi người về phía mình lại một lần nữa được tác giả Oda nhắc lại thông qua lời kể của Kobe khi anh nói về Luffy trong một đoạn hồi tưởng thoáng qua của X-Drake. Đây có thể là một dấu hiệu từ tác giả Oda cho rằng suốt thông qua Kobe và trận chiến cuối cùng sẽ liên minh với Luffy trong một thời gian ngắn, như Garp đã hợp sức với Roger trong quá khứ. Nếu chúng ta coi Luffy là Roger và Kobe cũng có thể được cho là người kế nhiệm Garp vì Kobe là học trò của Garp, thì có thể Luffy và Garp cũng sẽ cùng nhau chống lại Dâu Đen. Tại sao lại là Dâu Đen? Dâu Đen đang được nhiều người nghi ngờ có quan hệ với Rocky Sabek. Ít nhất, con tàu của Dâu Đen được gọi là Saber of Sabek không thể là một sự trùng hợp. Ngoài ra, sự việc hồi tưởng này cũng đáng được quan tâm. Điều đó cho thấy rằng Kobe và X-Drake đã gặp nhau sau time skip, nhưng khi nào và ở đâu thì chưa rõ. Chi tiết thứ ba, các trận chiến của các cá nhân được hé lộ dần. Chap 991 dường như đang bắt đầu cho thấy đối thủ của từng thành viên băng mũ rơm là ai. Rất có thể Usopp và Nami sẽ chiến đấu với bộ đôi Big One và Until. Trong khi đó, Franky trên đường dụ Hacha ra ngoài, nên có khả năng Franky cũng sẽ gặp Sasaki bên ngoài nữa. X-Drake và Zoro đồng ý hợp tác để chống lại Scratchman Apo, kèm với việc Queen đã nhắm mục tiêu vào họ từ trên cao. Vì vậy, ít nhất là đối với một số thành viên băng mũ rơm, đối thủ của họ đã dần được xác định. Chi tiết thứ tư, súng máy đặc biệt của Queen. Trong chap 991, X-Drake và lực lượng liên minh chống Kaido đã bị Queen mệnh dịch sử dụng một khẩu súng máy để ngăn cản bước tiến của họ. Một chi tiết đáng chú ý là X-Drake tỏ ra khá hốt hoảng với loại đạn mà Queen đã sử dụng, và rõ ràng viên đạn của Queen có thể làm bị thương X-Drake. Vậy thứ mà X-Drake đang lo sợ có liên quan gì đến biệt danh Queen mệnh dịch mà Tam Tai này đang sở hữu hay không? Trong bộ ba Tam Tai thì mỗi nhân vật có một biệt danh khác nhau tương ứng với năng lực và đôi khi là tính cách của nhân vật đó. Nếu Jack Hạn Hán được ví dụ như kẻ có khả năng phá phách, máu chiến đi đến đâu thì như một cơn hạn hán quét qua nơi đấy. Khi ngỏ hoạn thì được biết đến như một chỉ huy với khả năng sử dụng lửa. Trong khi đó, dù đã được giới thiệu từ lâu, tuy nhiên Queen với biệt danh bệnh dịch thường lại chỉ tấu hài như một nghị sĩ nhân dân. Và có vẻ như cái mà X-Drake hốt hoảng, lo ngại trong One Piece chap 991 liên quan tới năng lực thực sự của Queen bệnh dịch.
Với việc nằm vùng rất lâu trong móng bách thú, không ngoại trừ khả năng X-Drake đã nắm được năng lực của các thành viên chủ chốt trong móng bách thú. Việc Queen sử dụng súng máy và bắn ra loại đạn khiến X-Drake hoảng hốt, kèm câu nói, không phải là thứ đạn đó chứ, rất có thể chính là thứ vũ khí lợi hại nhất của Queen. Tại nhà tù Udon, những tên lính canh đều được trang bị súng lục chứa những viên đạn bệnh dịch truyền nhiễm do chính tay Queen chế tạo, đồng thời cũng tiết lộ việc hóa ra Queen là một bậc thầy chế tác vũ khí và bệnh dịch truyền nhiễm, chỉ cần hắn chạm vào cơ thể bị bắn trúng là bị lây nhiễm ngay. Nếu là một loại đạn bình thường thì sẽ chẳng có gì khiến X-Drake phải hốt hoảng vậy đâu. Đối với một kẻ có sức mạnh như hắn, chắc chắn thứ đạn mà Queen bắn ra kia phải là một thứ gì đó ẩn chứa một sức mạnh ghê gớm. Hãy thử tưởng tượng Queen đã chế tạo đạn làm bằng đá biển, nhưng bên trong viên đạn lại tẩm ướp kèm theo vô số bệnh dịch truyền nhiễm nữa. Loại đạn này ngoài sức công phá của đạn đá biển còn khiến cho kẻ nào trúng nó sẽ nhiễm phải một loại chất độc. Một người mạnh mẽ như X-Drake cũng phải hốt hoảng vì thứ đạn này thì chắc hẳn nó sẽ không phải là một vũ khí bình thường phải không nào? Khả năng trong những chapter tiếp theo, sức mạnh thực sự của Queen bệnh dịch sẽ được tiết lộ. Chi tiết thứ 5, Ruffy thể hiện Haki quan sát cao cấp. Đây là một chi tiết rất đáng chú ý, cho thấy càng ngày Ruffy càng trở nên mạnh hơn. Khi đang tìm đường lên trên sân thượng cùng với Sanji, Ruffy một lần nữa đã sử dụng Haki quan sát cấp cao của mình, thấy trước được tương lai và cảnh báo Sanji hãy bịt tai lại khi Apo đột ngột xuất hiện tấn công bằng sóng âm thanh. Điều này giống như việc Ruffy hiện nay đã thành tạo Haki quan sát cao cấp, giúp cho khả năng tự bảo vệ mình trước các đòn tấn công đánh lén, giảm thiểu tối đa sát thương nhận vào. Chi tiết thứ 6, số lượng thành viên nhóm Number và sức mạnh của chúng. Apo cũng xác nhận số lượng thành viên của nhóm Number hiện nay là đủ 10 tên khổng lồ. Sức mạnh của chúng nếu đi theo nhóm thì có thể sẽ phá hủy cả một thành phố rộng lớn một cách dễ dàng. Đây rõ ràng là một pha nước thậm tệ của nhóm Number khi hầu hết bọn chúng đều say xỉn và bị đánh bất tỉnh dễ dàng. Tên Hacha đã tỉnh lại thì lại bị Franky dụ dỗ chạy ra ngoài. Nếu để những Samurai chiến đấu với những tên Number, thương vong là không thể đếm được. Chi tiết thứ 7, sức mạnh của Sulong, Inurashi và Nekomamushi. Cuối cùng là Inurashi và Nekomamushi cũng đã được tác giả cho xuất hiện trong hình dạng Sulong, một hình ảnh rất ngầu được xuất hiện trong One Piece chapter 991. Hình dạng này mạnh đến mức Jack ngay lập tức bị cả hai đánh bại quá dễ dàng. Jack trong hình dạng voi mammut không phải là một đối thủ dễ chơi, nhưng đối mặt với một vị vua Sulong thì không dễ dàng gì. Đằng này lại đến hai vị Sulong nhảy vào úp sọt thì chẳng khác gì bao cát để hai vị vua tập chơi. Ngoài ra, Jack vừa phải di chuyển đi đóng MV Hoa Hải Đường, vừa phải chạy về Wano đánh nhau nên thua là chuyện bình thường. Điều này cũng được Kaido công nhận vì hai vị vua quá khỏe, chứ Jack đã làm rất tốt rồi. Tuy nhiên, thất bại của Jack cho thấy cấp độ khi kết hợp của hai vị vua. Trong hình dạng Sulong ít nhất mạnh hơn Jack rất nhiều. Trước đây, Asura Doji dường như cũng đánh ngang ngửa với Jack. Nói cách khác, có thể nói rằng năng lực của Cửu Hồng Bao hoàn toàn có thể so sánh ngang hàng với hàng ngũ All-Star trong băng hải tặc bách thú. Vì vậy, nếu tất cả Cửu Hồng Bao chiến đấu với bộ ba All-Star, nó có thể là một trận đấu ngang tài ngang sức. Liệu Cửu Hồng Bao có thể hạ gục Kaido không? Hay nhiệm vụ của họ ở đây chỉ là làm suy yếu Kaido? Trên đây là những phân tích chi tiết về chapter 991. Tuần này cũng sẽ có chapter 992. Hãy cùng mình chờ đón nhé. Đừng quên đăng ký kênh và rung chuông để theo dõi video spoiler sớm nhất trên channel Shonen Action.